Tao Lan giờ này chưa ra nữa ta. Thường bữa giờ này có mặt rồi mà. Trời ơi, chưa nắng qua thì lợi chóng mặt hay mồ. Tôi tới rồi nè. Mới nhắc ra liền. Sao giờ này mới ra? Ủa sao mặt buồn vậy? Má La hả? Không phải, tôi phải ở nhà chuẩn bị một số việc. Mai tôi lên Sài Gòn rồi. Mai đi Sài Gòn hả? Làm gì? Tôi đi kiếm việc làm. Lên Sài Gòn kiếm chuyện mộng kìa. Anh Dĩ, chiều nay anh Dĩ có rảnh không? Rảnh? Tại Lan muốn anh Dĩ đưa Lan đi chơi. Ngày mai Lan đi Sài Gòn rồi, không biết bao giờ mới gặp lại anh Dĩ nữa. Tôi đi với. Dù gì? Chạy tôi đi chơi với Phượng nha. Có gì? Em đi Sài Gòn thiệt hả? Đừng có đi, nói người ta đừng có đi. Mình đi chơi. Phút giây mình chia tay xa nhau ngàn trùng, cứ ngỡ rằng sống bên gần em được hạnh phúc đến bên nhau suốt đời, có ai ngờ tình lắm trái ngang làm cho em phải xa rời anh, nước mắt hòa với tiếng em lời chia tay, làm sao anh rời xa em được người hỡi. Tàu rời bến đưa em đi về nơi rất xa, chỉ còn nước mắt rơi mình anh ngóng theo. Con tàu dần khuất cuối chân trời mà không biết là khi nào gặp nữa. Một mình đang bước cô đơn quay về nơi chốn xưa, chỉ còn lại những dư âm về em lúc xưa. Mong là ngày tháng ở bên nhau dù xa cách phương trời đó còn nhớ nhau. Chỉ còn lại phút giây mình chia tay xa nhau ngàn trùng, cứ ngỡ rằng sống bên gần em được hạnh phúc đến bên nhau suốt đời, có ai ngờ tình lắm trái ngang làm cho em phải xa rời anh, nước mắt hòa với tiếng em lời chia tay, làm sao anh rời xa em được người hỡi. Tàu rời bến đưa em đi về nơi rất xa, chỉ còn nước mắt rơi mình anh ngóng theo. Con tàu dần khuất cuối chân trời mà không biết là khi nào gặp nữa. Một mình đang bước cô đơn quay về nơi chốn xưa, chỉ còn lại những dư âm về em lúc xưa. Mong là ngày tháng ở bên nhau dù xa cách phương trời đó còn nhớ nhau. Tàu rời bến đưa em đi về nơi rất xa, chỉ còn nước mắt rơi mình anh ngóng theo. Con tàu dần khuất cuối chân trời mà không biết là khi nào gặp nữa. Một mình đang bước cô đơn quay về nơi chốn xưa, chỉ còn lại những dư âm về em lúc xưa. Mong là ngày tháng ở bên nhau dù xa cách phương
Ủa, sao hôm nay dẹp tiệm sớm quá vậy? Chắc tôi phải đi Sài Gòn quá. Để làm gì? Trong ở đây riết tôi thấy thiếu thiếu gì đó. Sẵn đi lên trển xin việc làm. Ý, vậy tôi cũng theo lên Sài Gòn xin việc làm luôn. Ủa, mà ở dưới này tôi làm nghề chăn trâu. Lên Sài Gòn trâu đâu tôi chăn trời. À, hay là lên đó tôi chăn dĩ ha. Yên vãi. Ý tôi là lên đó dĩ sai gì tôi làm đó mà. Được không? Ừ, vậy cũng được, đi cho vui. Vậy bây giờ tôi về tôi chuẩn bị đồ luôn nha. Đi đâu? Tôi ghé rồi. Hai người không được đi. Mà nếu có đi, phải có tôi đi. Tao chưa đi. Đi.